Mr. PT hết kể chuyện lịch sử xin chào các bạn. Chúng tôi xin giới thiệu với độc giả tập hồi ký của Nguyễn Cao Kỳ chúng ta đã thất trận ở Việt Nam như thế nào. Phần 6. Những người Phật tử chám chán tại Đà Nẵng. Đến tháng 3 năm 1966, chỉ vẹn vẹn một tháng sau hội nghị Honolulu với Tổng thống Johnson, tôi nhận thấy là đã đến lúc phải giải quyết vấn đề những người Phật tử đặc biệt là đối với Thích Chí Quang người lãnh đạo của họ mà các mưu toan thao túng chính quyền từ phía sau hậu trường đã làm trở ngại nghiêm trọng công cuộc tiến hành chiến tranh. Những người Phật tử đã đóng một vai trò quan trọng trong việc lật đổ trước hết là Diệm, kế đó là Khánh và Hương. Chí Quang đã tạo được trên màn ảnh của máy thu hình như là một người với cặp mắt nhìn chằm chằm, với hàm răng trắng trói, chính là một tay lão luyện trong nghệ thuật kích động. Y tự cho mình là một gan đi thứ hai. Nhưng thực ra y không là gì cả mà chỉ là một người có thói hay đi vận động ngầm vì tham vọng chính trị và y cũng đã nghĩ rằng lúc bấy giờ tôi chỉ mới 35 tuổi và không phải là một người hoạt động chính trị chuyên nghiệp, cho nên y có thể dễ dàng lôi kéo tôi. Có lẽ y cũng đã tin tưởng là vì tôi sinh ra trong một gia đình theo đạo Phật và vì tôi đã chống lại những hành động xấu xa của Nhu đối với những người Phật tử mà y có thể uốn nắn tôi được theo ý của y chăng. Tuy nhiên, tôi đã không để cho bất cứ ai lôi kéo được tôi nhiệm vụ của tôi là cố gắng đưa cuộc chiến tranh đến thắng lợi những người phật tử đã đấu tranh càng mạnh hơn nhiều kể từ khi trí quang rời khỏi đại sứ quán hoa kỳ ở sài gòn nơi mà trí quang đã được phép vào ẩn náu tiếp theo việc nhu thanh lọc các chùa triền từ tổng hành dinh của y ở huế trí quang đã bắt đầu công cuộc kết hợp lại tất cả những người phật tử trong nước những người phật tử chia ra làm hai môn phái chính yếu môn phái đại thừa Mahayana hoạt động nhiều nhất ở miền Trung và miền Bắc, và môn phái Tiểu thừa, Hinayana, vững mạnh ở miền Nam. Giữa hai môn phái này có sự khác biệt về mặt giáo lý, môn phái Đại thừa cho rằng ai cũng có thể đi đến sự đại giác của Phật trong lúc đó thì môn phái Tiểu thừa cho rằng việc này chỉ có một ít người đạt được mà thôi. Những người Phật tử đã đặt ra hai tổ chức mới viện tăng thống chuyên lo về các vấn đề giáo lý do trí quang cầm đầu và viên hóa đạo chuyên lo việc phổ biến giáo lý do thích tâm châu lãnh đạo trí quang và tâm châu đã giống như một đội thám tử của hoa kỳ hoặc của anh gồm có hai người một người tính tình cứng rắn và một người tâm tình ôn hòa trí quang là người cứng rắn và đã đưa ra những lời tuyên bố có tính chất đấu tranh còn tâm châu là người ôn hòa và đã đưa ra một đường lối ôn hòa hơn Hai người này đã thay phiên nhau đưa ra các tuyên bố làm cho người ta phải hoang mang. Rồi sau đó họ đã sư đoàn một cách sành sỏi tập thể sinh viên, và tập thể này lúc bấy giờ đã trở thành một sức mạnh chính trị liên kết với họ. Trong lúc đó thì Việt Cộng đưa người xâm nhập vào trong hàng ngũ các tập thể sinh viên để khai thác hành động của tập thể này và khuyến khích sinh viên gây xáo trộn. Tôi đã có nhiều lần nhóm họp với những Phật tử và mỗi lần mời khoảng 15 người đến nhà tôi và cho họ biết là tôi không hề chống lại các nguyện vọng của họ và tôi cũng biết rõ đa số dân chúng việt nam là phật tử và họ phải có quyền để được đại diện một cách chính đáng trong chính phủ tôi sẵn sàng thảo luận bất cứ vấn đề gì các vị đặt ra tôi đã nói và nếu các vị còn tin tưởng vào vận mạng của miền nam việt nam nếu các vị còn muốn ta chiến thắng được cộng sản một chủ nghĩa thù địch với tôn giáo của các vị thì chính ngay bây giờ đây chúng ta phải đoàn kết lại để chống kẻ thù chung điều mà tôi không thể hiểu được là tại sao các vị cần phải tổ chức biểu tình xuống đường gây xáo trộn và làm cho thế chống cộng sản chung của chúng ta yếu kém đi những người phật tử đã đòi tổ chức bầu cử tự do tôi đã hứa với họ việc đó và nói tôi sẽ tổ chức bầu cử tự do cho các vị tôi đã nói rồi với các vị là tôi sẽ làm việc đó tại sao các vị còn muốn lật đổ tôi khi tôi đã hứa làm điều mà các vị mong muốn những người phật tử đã cố gắng cắt đôi miền nam việt nam và họ đã hầu như thực hiện được việc mà cộng sản đã không làm được vì lẽ là một nhà sư không thể cầm quyền được cho nên điều mà tất cả cấp lãnh đạo phật tử mong ước là có thể nắm chắc được những người bù nhìn mà họ sẽ đưa ra để cầm quyền sự ngây thơ của cấp lãnh đạo phật tử thật là đáng thương khi cuộc khủng hoảng do những người phật tử gây ra đã lên đến mức độ nghiêm trọng chí quang đã đi đến gặp henry cabot lốc thuật lại cuộc gặp gỡ này cho tôi nghe thì lốc đã hỏi chí quang nếu giả dụ thượng tọa lật đổ được thiếu tướng kỳ thì thượng tọa sẽ chọn ai để thay thế làm thủ tướng chí quang đã ngồi lặng im một hồi có vẻ suy nghĩ nhiều lắm rồi chí quang nói lên một vài câu làm cho lốc ngạc nhiên chúng tôi sẽ sẵn sàng để thiếu tướng kỳ trở lại làm thủ tướng tất cả điều mà chí quang muốn là cốt để chứng minh cho thấy y là người giật dây thực sự nắm quyền lực Đến tháng 3 năm 1966 đã xảy ra những cuộc biểu tình trong nhiều thành phố lớn, đặc biệt là ở Huế và Đà Nẵng nơi mà những người Phật tử có nhiều thực lực. Tình trạng còn tệ hại hơn nữa là có báo cáo chính xác cho biết là nhiều binh sĩ ở quân đoàn Y đồn trú tại các khu vực này có thể từ chối không chịu đánh nhau với những người Phật tử nếu đến lúc có đụng độ thực sự hình như không ai có thể tin được rằng trong lúc mọi cố gắng nên phải được tập trung lại để tấn công Cộng sản thì trong thực tế chúng tôi đã đứng trước nguy cơ bình biến có thể xảy ra trong quân đội. Quân đoàn Y đã được đặt thuộc quyền chỉ huy của tướng Nguyễn Chánh Thi, và Thi cũng là một Phật tử và là người tôi đã chăm chú theo dõi từ lâu. Xuất thân từ thành phần nông dân, Thi là một người hoặc đã gợi được sự ái mộ của người khác hoặc đã làm cho người khác phải đố khu trục hạm. Thi đã không có cách cư xử để dung hòa trong đầu óc tôi. Tôi không nghi ngờ gì nữa về việc Thi đã tích cực sử dụng những người Phật tử để củng cố quyền lực cho riêng cá nhân mình. Có nhiều người cho rằng Thi đã lượm lặt được một số tư tưởng thiên tả trong lúc Y ở Campuchia, nơi mà Y chạy trốn sau khi thất bại trong âm mưu đảo chính lật đổ diệm hồi năm 1960 và Y đã có một nhân tình mà người ta cho rằng người đó là Cộng sản. Bẩm sinh Thi là một người có thói hay vận động ngấm ngầm, thi đã đóng một vai trò quan trong việc đưa khánh lên cầm quyền và sau đó lại tham dự vào việc lật đổ khánh tuy nhiên tôi đã phải hành động cẩn thận đối với thi nhưng lúc bấy giờ rõ ràng là thi đang nuôi tham vọng muốn trở thành một lãnh chúa của thời xa xưa bởi vì hàng ngày tôi đều nhận được bằng chứng là thay vì duy trì trật tự tại vùng huế đà nẵng và tình hình đang hết sức sôi động thi trái lại đã giúp đỡ cho những người phật tử vì vậy mà tôi đã quyết định là thi phải ra đi tôi đã bay ra Đà Nẵng để giải nhiệm thi. Nhưng để làm dịu bớt việc này, chúng tôi đã loan báo là thi xin từ chức vì lý do sức khỏe và trong vài hôm thi sẽ đi Hoa Kỳ để trị bệnh. Thực ra thi đã không đi và quyết định ở lại chấp nhận để bị bắt giữ một cách kín đáo tại nhà. Trong một thời gian, người Hoa Kỳ đã ủng hộ hành động và các kế hoạch của tôi. Đại sứ Lốc đã nhận thấy được là tôi không còn có cách gì khác hơn là phải củng cố chính phủ bằng biện pháp gạt ra ngoài những phần tử chống đối mặc dù những người Phật tử đã trực tiếp kêu gọi đến Tổng thống John H. S. O. N. chăng nữa. Tổng thống Johnson đã sáng suốt làm ra vẻ như không nghe những lời kêu gọi của họ. Xét cho cùng, vào mùa xuân 1966, người Hoa Kỳ đã có những quyết định sống còn, có tính quan trọng hơn hẳn so với các vấn đề nội bộ của Việt Nam. Lúc bấy giờ tướng Maxwell Taylor đang đề nghị gài mìn cảng Hải Phòng tôi đã được biết là trong vòng vài ngày không quân Hoa Kỳ sẽ khởi sự chiến dịch tấn công thường xuyên Bắc Việt Nam bằng máy bay B-052, và lúc ấy Hoa Kỳ đã có khoảng 1 phần 4 triệu quân ở Việt Nam với 50.000 quân khác thuộc lực lượng chấn biên ở trong khu vực, và Westmoreland đang còn xin thêm quân nữa. Chính việc Hoa Kỳ từ chối không muốn can thiệp vào công việc nội bộ của Nam Việt Nam, việc làm thích đáng ấy đã gây ra trong giới Phật tử một phản ứng mạnh ngược lại với trước kia không thể nào tránh khỏi được và lại còn có tính chống Mỹ nữa. Liền theo đó tôi đã bị gán cho là bù nhìn của Mỹ và trên tường trong nhiều thành phố đã xuất hiện dòng chữ rất quen thuộc người Mỹ hãy cút đi. Các cuộc biểu tình sau việc giải nhiệm tướng thì đã gây nhiều sự lo âu. Ở Washington sợ là nếu tôi bị lật đổ thì có thể một chính phủ theo khuynh hướng trung lập của những người Phật tử sẽ lên thay thế. Từ mồng 9 đến ngày 20 tháng 4, tại Nhà Trắng đã có 5 phiên họp được triệu tập một cách khẩn trương vì cuộc khủng hoảng ở Nam Việt Nam và trong các phiên họp này. Các thành viên trong chính quyền Mỹ đã duyệt xét lại các đường lối hành động mà Hoa Kỳ còn có thể áp dụng được ở Việt Nam. Hai đường lối hành động chính nêu ra là đường lối A do George Carver, một chuyên gia phân tích của cơ quan trung ương tình báo đề xuất, nhằm tiếp tục không thay đổi sự cam kết của Hoa Kỳ và đường lối C của Thứ trưởng Ngoại giao George W. Bồn kêu gọi sự giải kết của Hoa Kỳ ở Việt Nam. Bồn đã nói, chúng ta nên tập trung sự chú ý của chúng ta vào việc làm giảm bớt các tổn thất của chúng ta. Thật ra không còn đường lối hành động tốt đẹp nào dành cho chúng ta nữa. Theo đường lối B thì đại diện trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Leonard Anger là tán thành việc tiếp tục cuộc chiến tranh nhưng đồng thời phải tìm cách đi đến một sự giản xếp bằng thỏa hiệp và theo đường lối biên phòng thì trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng John MC No từng lại đưa ra lời khuyên cáo là tiếp tục cuộc chiến tranh với một triển vọng bi quan. Quyết định đã được lấy nếu như có thể nói đấy là một quyết định là không có thay đổi trong chính sách. William Bundy trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao phụ trách các vấn đề Viễn Đông, mặc dù tán thành việc tiếp tục tiến hành chiến tranh, nhưng đã nói trước gần như tiên đoán là cuộc chiến tranh ở Việt Nam có thể sẽ trở thành một điều mang tai họa đến cho chính phủ này. Ít nhất cũng giống như cuộc chiến tranh Triều Tiên đối với Tổng thống Truman hồi năm 1952 vậy. Bầu không khí căng thẳng ở Sài Gòn đã lên cao. Người ta tổ chức biểu tình hàng ngày tại Sài Gòn và chợ lớn khu phố của người Trung Hoa dưới nhiều hình thức khác nhau. Có ngày có những trai tráng khỏe mạnh trong phong trào thanh niên Phật tử, phân biệt được do áo sơ mi trắng mà họ mặc, đã nổi sung lên và lật ngược bất cứ xe hơi hoặc xe jeep nào của Hoa Kỳ không có người coi giữ mà họ thấy và họ đã ném đá vào các cửa sổ. Qua ngày kế tiếp, những người biểu tình này lại có thể đóng một vai trò ôn hòa hơn với khoảng 2.000 người. Họ đã ngồi một cách kiên nhẫn trong 3 giờ đồng hồ trước viện hóa đạo để nghe các bài thuyết pháp mà tính chất bạo lực chỉ được che giấu ở bề ngoài. Tại Huế, các nhà sư đã cầm cuộc đi diễu hành khoan thai trên cầu ngang của sông Hương trong lúc đó thì các nhà sư trẻ hơn đã tìm cách chứng minh cho thấy huế là trái tim của phong trào tranh đấu do việc họ chiếm lấy đài phát thanh và tổ chức một cuộc biểu tình ngồi tại trường đại học có nhiều quân nhân đã công khai đi theo phong trào tranh đấu trong đó có cả tướng nhuận tư lệnh sư đoàn một bộ binh các cố vấn hoa kỳ ở miền trung đã không khỏi cảm thấy nghẹn ngào bởi vì bất thình lình họ bị lâm vào tình trạng phải cố vấn cho những quân nhân quyết tâm muốn lật đổ chính phủ mà người hoa kỳ đã cam ủng hộ việc người hoa kỳ tỏ ra tức giận cũng là dễ hiểu thôi chính tại đây họ đã bỏ ra biết bao nhiêu tiền của mất bao nhiêu thì giờ mồ hôi và máu để cứu vãn một đất nước khỏi bị cộng sản thống trị và họ đã được người ta làm gì để cám ơn họ đã bị lăng mạ phản bội và không bao lâu chính cơ quan thông tin hoa kỳ đã bị người ta cố ý đốt phá thành cho bụi trong suốt phần cuối của mùa xuân người ta vẫn tiếp tục tỏ ra căm thù đối với tất cả những gì có dính líu đến hoa kỳ và các nhà bình luận nổi tiếng như cyrus l người đã đến gặp tôi ở Sài Gòn lúc bấy giờ, đã viết trong New York thời báo là Việt Cộng đã xâm nhập sâu vào trong phong trào của những người Phật tử và cần phải làm cái gì, nếu không thì Đà Nẵng và Huế sẽ sụp đổ. Từ hai ngã khác nhau, những người Phật tử và Cộng sản đã gặp nhau ở tại ngã ba đường và bây giờ họ đã cùng nhau đi chung lối. Chính là do Cộng sản đã khéo léo khai thác tình trạng xáo trộn do những người Phật tử gây ra. Những điều tôi nghe được cho thấy là tình hình đã xấu đi nhiều. Rồi bỗng nhiên tôi nhận được bằng chứng là nhiều Phật tử đã được vũ trang rất đầy đủ, đặc biệt là nhóm quyết tử, và mỉa mai thay lại đã được vũ trang với súng của Hoa Kỳ. Họ đã có được súng này một cách giản đơn là xin đầu quân vào một số trại huấn luyện ở địa phương một thời gian rồi bỏ trốn mang theo vũ khí của trại cấp phát. Tôi có cảm nghĩ giống như Sunberger là bệnh ung thư lúc ấy đang lan rộng một cách quá nhanh chóng, và hy vọng duy nhất để cứu người bệnh tức là chính phủ là phải giải phẫu, cắt bỏ chỗ ung thư tại ngay nguồn gốc tôi đã quyết định làm ngay công việc này và chuẩn bị kế hoạch để giải phóng đà nẵng tôi đứng trước một sự khó khăn quan trọng có nên thông báo cho người hoa kỳ biết về ý định của tôi hay không tôi đã cân nhắc ký vấn đề này và cuối cùng tôi đã quyết định giữ bí mật kế hoạch của tôi rốt cuộc tôi đã quyết định tiến hành cuộc giải phóng vùng đà nẵng một mình tôi tôi đã không tham khảo ý kiến người hoa kỳ lúc bấy giờ là vì lốc đã nói với tôi trước khi rời việt nam đi hoa kỳ là nói chung nhà trắng tin tưởng là nếu tôi thực hiện được một chính sách cứng rắn thì việc này sẽ có ích cho nỗ lực tiến hành chiến tranh lúc bấy giờ tôi đã hiểu không còn bất cứ một sự nghi ngờ nào cả là hoa kỳ muốn có ở nam việt nam một chính phủ có thực quyền để yểm trợ công cuộc cam kết vĩ đại mà hoa kỳ đang thực hiện ở việt nam chẳng mấy chốc tôi đã nhận thấy thời điểm hành quân đã đến một sư đoàn bộ binh đã thực sự liên kết với những người phật tử những lực lượng thuộc đặc khu Quảng Đà cũng đã làm như vậy. Tôi biết chắc là nếu đà này tiếp tục trong vòng hai tuần lễ nữa thì tất cả miền Trung sẽ lọt vào tay những người Phật tử và họ sẽ tuyên bố vùng này là một vùng tự trị. Đại Phát Thanh, các cơ sở của thị xã và tổng hành dinh quân đội ở Đà Nẵng đã do những người Phật tử chiếm giữ. Những người nổi loạn đã dùng phương pháp xâm nhập của du kích cộng sản, đã phát vũ khí cho dân chúng ở Đà Nẵng, đã tổ chức dân chúng thành nhóm và ủy ban. Nhóm này có trách nhiệm theo dõi các nhóm kia những người Phật tử đã công bố lệnh cấm không cho bất cứ ai ở Đà Nẵng nghe đài phát thanh Sài Gòn. Nói một cách khác, Đà Nẵng đã gần giống như một thành phố bị Cộng sản chiếm đóng. Do đó mà ngày 14 tháng 5 vào lúc 3 giờ khuya, tôi đã triệu tập một kế hoạch của tôi ra thực hiện. Đây là một kế hoạch được giữ bí mật cho đến độ mà ngay cả tướng thiệu tôi cũng đã không cho biết. Đừng nói chi đến người Hoa Kỳ. Đến 5 giờ sáng, các đơn vị phụ trách thực hiện kế hoạch đã bay ra Đà Nẵng với sự yểm trợ của không đoàn máy bay khu trục và thả bom của tôi. Tôi đã chỉ định tướng Tổng tham mưu trưởng làm tư lệnh cuộc hành quân này. Tôi rất tiếc là trong cương vị Thủ tướng Chính phủ, tôi đã phải ở lại Sài Gòn. Lúc khởi đầu, cuộc hành quân đã không gặp sự chống cự nào đáng kể. Chúng tôi đã sử dụng lính dù, lính thủy đánh bộ và xe tăng và đánh theo lối đặc công chúng tôi đã triệt để sử dụng yếu tố bất ngờ đến mức mà chúng tôi đã chiếm được đài phát thanh và các địa điểm then chốt khác gần như là trước khi phe chống đối có thì giờ để thức dậy mục tiêu chính của tôi không phải là khu dân sự của thị xã mà là cơ sở chỉ huy của quân đội đã công khai đi theo những người phật tử ngay khi đó chúng tôi đã gặp phải một vấn đề khó khăn vấn đề liên quan đến người hoa kỳ chẳng khó gì để tưởng tượng ra được sự kinh hoàng của những người hoa kỳ ở đà nẵng Lúc bấy giờ họ đang làm cố vấn cho một số đơn vị của quân đội Việt Nam và các đơn vị này đang bị các đơn vị khác của quân đội Việt Nam tấn công. Không biết được vấn đề bên TRNG của cuộc hành quân, các cố vấn Hoa Kỳ này lúc ấy đã tự hỏi là họ phải ủng hộ ai đây. Lính thủy đánh bộ Hoa Kỳ ở Đà Nẵng do tướng Lewis V. Walt chỉ huy và tướng Walt đồng thời cũng là cố vấn của quân đoàn Y walt đã tỏ ra giận dữ trước một cuộc tấn công trên phần lãnh thổ mà walt tự cho là mình có trách nhiệm mà lại không được cho biết trước một số binh sĩ thuộc quân đoàn y đi theo những người phật tử đã thực sự chĩa pháo của họ về phía căn cứ không quân đà nẵng khi máy bay của chúng tôi đáp xuống và đã đe dọa cho nổ súng vì lo lắng muốn tránh đổ máu tôi đã gọi dây nói ra đà nẵng và ra lệnh cho một chiếc bay quần trên chỗ pháo binh đóng và thả xuống một thông điệp nếu một phát pháo bắn ra tôi sẽ tiêu diệt tất cả các pháo ở tại căn cứ pháo binh căn cứ pháo binh này biết là tôi sẽ làm như tôi đã nói cho nên đã không có phát pháo nào bắn ra tuy nhiên khi thấy chiếc máy bay nói trên mặc dù chiếc máy bay này đi thi hành một sứ mạng hòa bình tướng walt đã giận dữ và liền sau đó tướng tổng tham mưu trưởng của chúng tôi đã gọi dây nói về văn phòng tôi ở sài gòn và nói ngắn gọn tướng walt yêu cầu tôi ngưng cuộc hành quân và nếu chúng ta tiếp tục sử dụng máy bay để yểm trợ Ông ta đe dọa là sẽ cho máy bay Hoa Kỳ bay lên để bắn rớt các máy bay của chúng ta. Đến đây thì tôi liên lạc với đại sứ Lốc, Lốc biết về sự đe dọa của tướng Walt và nói thêm, tôi phải hỏi đại sứ xem có phải đó là chính sách của chính phủ Hoa Kỳ hay không. Nếu thực đó là chính sách thì tôi sẽ bay ra đà nẵng trong vòng 10 phút và hướng dẫn các máy bay trong cuộc hành quân để xem coi quân đội Hoa Kỳ có can đảm bắn rơi thủ tướng nước Việt Nam hay không. Lúc đã không ngờ là tôi đã nói với Lốc như vậy và có hứa là sẽ gửi một thông điệp ngay tức khắc cho Walt. Mặc dù câu chuyện đã xảy ra như trên, vị Tư lệnh Việt Nam ngay tại địa điểm hành quân vẫn còn yêu cầu tôi bay ra. Vì vậy mà vào giờ cơm trưa tôi đã bay đến Đà Nẵng để duyệt xét tình hình. Tôi chỉ thị cho các Tư lệnh chiến trường của tôi sắp hàng các khẩu pháo lớn nhất của chúng tôi chĩa thẳng vào căn cứ của Hoa Kỳ ở phía bên kia con sông nhỏ. Tôi đã dặn nếu quân đội hoa kỳ khởi sự bắn rơi máy bay của chúng ta thì phải tiêu diệt ngay căn cứ lính thủy đánh bộ này đấy là lệnh tôi chỉ vừa nói xong thì tướng walt gửi một thông điệp yêu cầu tôi đến gặp đương sự tôi đoán chừng là walt đã nhận được thông điệp của tòa đại sứ hoa kỳ ở sài gòn tôi đã trả lời là tôi rất lấy làm tiếc vì tôi không có thì giờ rảnh một vài phút sau walt lặp lại lời yêu cầu của ông ta lần này với vẻ nài nỉ hơn tôi vẫn trả lời không sau cùng Walt đã gửi một thông điệp, vậy thì tôi có thể đến gặp Thủ tướng được không? Tôi gửi lại một thông điệp để trả lời, không, tôi lấy làm tiếc là tôi hiện giờ đang rất bận. Rốt cuộc Walt lại gửi một thông điệp cho biết là Walt có nhận được chỉ thị của Washington để thảo Luan với tôi trước khi tôi rời Đà Nẵng. Mặc dù tôi đã điên tiết vì thái độ của Walt, nhưng tôi cũng cảm thấy là trò khôi hài này đã kéo dài khá lâu rồi và bởi vì tôi ở trong thế chủ động, nên tôi đã có thể tỏ ra rộng lượng. Tôi đã trả lời, "Được rồi, tôi có thể dành cho thượng tướng 5 phút." Đã không hề có chuyện là tôi đi đến gặp Walt. Walt đã đến văn phòng nhỏ bé của tôi tại căn cứ không quân Đà Nẵng với lãnh sự Hoa Kỳ ở Đà Nẵng, một người đã công khai ủng hộ những người Phật tử. Walt đã chào tôi hết sức là đúng đắn và sau đó tôi đã hỏi Walt, "Tôi có thể làm gì cho thượng tướng?" Và thượng tướng muốn gì? Tại sao thủ tướng đã hành quân ra đây? walt đã hỏi tôi việc đó có thực sự can hệ gì đến thượng tướng không tôi hỏi lại câu chuyện là như thế này tôi là tư lệnh lính thủy đánh bộ hoa kỳ ở tại đây và tôi là cố vấn của bộ tư lệnh việt nam ở vùng này tôi nghĩ rằng trong cương vị của tôi tôi có thể được cho biết về điều gì đã xảy ra trong những cuộc hành quân thông thường có lẽ thượng tướng đã được thông báo tôi đáp lại nhưng trong những cuộc hành quân kiểu này thì không đây là một vấn đề nội bộ giữa dân chúng và chính phủ. Nếu tôi có thể nói thẳng, thì cuộc hành quân này không có can hệ gì đến Thượng tướng và Thượng tướng không cần phải biết đến việc này. Thượng tướng nói cho tôi biết, Thượng tướng đã phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ được bao nhiêu năm rồi. Với vẻ hơi sừng sốt, Walt trả lời là Walt đã phục vụ 23 năm trong quân lực. Như thế, tôi nói thì với thời gian trong quân đội lâu như vậy, Thượng tướng phải biết là đôi khi một sĩ quan nhận được chỉ thị của tổng tư lệnh của mình trước khi hành quân bắt đầu, hoặc trong khi hành quân đang tiến hành và có khi sau cuộc hành quân, có phải như vậy không? Khi Walt gật đầu xong, tôi lại nói thêm, nếu tôi nghĩ là thượng tướng cần biết bất cứ điều gì về một cuộc hành quân, thì lẽ đương nhiên là tôi sẽ thông báo thượng tướng biết, nhưng đây không phải là một trường hợp như vậy. Walt vẫn khăng khăng giữ ý kiến và nói nhưng thủ tướng biết rằng đà nẵng vẫn yên tĩnh lính thủy đánh bộ của tôi có thể đi vào các quán rượu để uống tôi không hiểu tại sao thủ tướng lại phải đem quân ra đây đó là ý kiến của thượng tướng chứ không phải của tôi tôi hài lòng biết được là lính thủy đánh bộ của thượng tướng còn có thể đi ra phố để uống rượu nhưng việc này không liên quan gì đến điều mà tôi đang cố gắng làm và đó là tái lập lại quyền lực của chính phủ trung ương giả dụ một đơn vị thuộc bộ tư lệnh của thượng tướng chống lại quyền chỉ huy của thượng tướng thì thượng tướng có chịu được không tôi biết là walt sẽ trả lời không tôi lại nói tiếp thôi được bây giờ sẵn có mặt thượng tướng ở đây tôi muốn nói với thượng tướng một vài chuyện chúng tôi có một chính phủ ở sài gòn và tôi là thủ tướng nếu những người phật tử ở đây cố gắng hành động để lật đổ chính phủ của chúng tôi thì tôi ở trong trường hợp giống như thượng tướng khi thượng tướng thấy bắt buộc phải tái lập lại uy quyền khi có một đơn vị thuộc bộ tư lệnh của mình nói lên chống đối bây giờ walt đã tỏ vẻ trầm lặng hơn thông cảm hơn và walt đã hỏi tôi với đôi chút lo ngại trên sắc mặt là tôi sẽ hành quân tấn công ra huế hay không tôi trả lời với walt là không và walt hình như đã cảm thấy hết sức yên lòng tôi đã đặt xong kế hoạch của tôi đối với huế theo tôi bờ biển ở miền trung giống như một con rắn với huế là đầu rắn đà nẵng là thân và hai tỉnh quảng tín và quảng nam đang theo những người phật tử và ở về phía nam đà nẵng là đuôi rắn tôi đã không muốn giết chết con rắn vì vậy mà tôi đã đánh vào thân rắn đà nẵng một cảng ở miền trung sẽ ít gây ra xúc động hơn là huế để nhằm làm tê liệt rắn bây giờ tôi dự định phong tỏa phía bắc và phía nam đà nẵng theo tôi trường hợp này hình như đã là một ví dụ thực hoàn hảo trong vấn đề kết hợp chính trị với chiến thuật quân sự và sau này tôi có cảm nghĩ là, mặc dù hồi ấy tôi đã có một thế đứng rất tốt đối với Johnson, nhưng lúc bấy giờ mới là lúc mà cấp lãnh đạo Hoa Kỳ đã bắt đầu thực sự tin tưởng ở tôi nhiều hơn và đã ủng hộ tôi một cách nghiêm chỉnh hơn. Ngày 20 tháng 5 khi Lốc trở lại Sài Gòn, Lốc hình như đã hết sức hài lòng về kết quả của việc tôi đã làm. Lốc là một nhà ngoại giao giỏi dù cho cảm nghĩ của mình như thế nào chăng nữa, nhưng Lốc đã không bao giờ dám cố vấn điều gì cho ai và đó cũng là thực chất của tài khéo xử sự, sự của ông ta nhưng trong dịp này Lốc đã có nói với tôi tôi đã lấy làm vui sướng biết được thủ tướng đã lấy quyết định hành quân ra miền trung nếu thủ tướng không làm việc đó thì có lẽ thủ tướng đã làm cho tôi phải thất vọng như cũng thường xảy ra sau này tôi đã trở thành bạn tốt với tướng walt và khi tôi đi thăm vùng đà nẵng thì đôi khi walt đã cùng bay chung trên chiếc máy bay lên thẳng của tôi đến thăm những đồn xa xôi hẻo lánh tôi cũng đã thường trở lại tổng hành dinh của walt để dùng bữa trưa có một lần tôi nói với walt là tôi hết sức sung sướng khi thấy chai tương ớt tabasco trên bàn ăn đây là thứ nước tương mà tôi ưa thích thế à walt nói người sản xuất thứ nước tương này ở mỹ là một trong những người bạn tốt nhất của tôi và tôi sẽ lo cho thủ tướng không bao giờ thiếu nước tương tabasco trong suốt đời của thủ tướng và thực sự walt đã lo việc này Walt đã dàn xếp để tôi nhận được một thùng nước tương Tabasco mỗi tháng. Nhưng Tabasco là loại nước tương mà người ta phải dùng có mức độ và tôi đã phải bỏ lại khoảng cả chục thùng ở Sài Gòn sau khi Nam Việt Nam sụp đổ. Huế đã không gây ra khó khăn nào như tôi đã dự chủ. Chúng tôi đã cắt đứt tất cả những đường lộ xuất phát từ Đà Nẵng, càng gần nhất của Huế, để cho nhiên liệu, thực phẩm hoặc các loại tiếp liệu khác không thể đi qua được. Cố đô Huế do chí quang và tướng nhuận kiểm soát không bao lâu sau đó đã đầu hàng và chỉ đến lúc ấy tôi mới gửi cảnh sát giã chiến ra để giữ trật tự chí quang được đưa đi sài gòn bằng máy bay mặc dù việc đưa nhà sư say mê chính trị này lên máy bay đã là cả một vấn đề bởi vì theo lời người phi công thuật lại với tôi thì khi chí quang nghe nói là máy bay đi sài gòn sẽ bay trên biển chí quang đã đinh ninh là chúng tôi sẽ đưa y lên máy bay để đem vứt y xuống biển tôi đã phải thận trọng với trí quang bởi vì tôi không muốn làm cho y trở thành một người tử vi đạo cho nên tôi đã quyết định xử sự theo cách ôn hòa và áp dụng hình thức giữ y tại nhà trong một bệnh viện ở sài gòn biết trước các mánh khóe mà y sẽ dùng đến tôi đã chủ tâm chọn một bệnh viện trong đó có một bác sĩ là bạn của trí quang trí quang đã ở bệnh viện này bồi dưỡng trong vài tháng nhưng gần như là vừa vào bệnh viện là trí quang đã tuyên bố là y sẽ tuyệt thực đấy chính là mánh khóe mà tôi đã dự trù trước nhưng mặc dù với tất cả các bài viết trên báo về cái chết sắp đến của Chí Quang, hình như Chí Quang đã không bao giờ gầy đi. Mỗi khi các cố vấn Hoa Kỳ hỏi tôi là khi nào Chí Quang sẽ chết, tôi đã đáp, nếu Chí Quang là một người hoạt động chính trị và người bạn bác sĩ của y đang cho y ăn một cách kín đáo. Các ông khỏi thắc mắc, vì đối với một người hoạt động chính trị, chết là hết. Chí Quang phải sống nếu y muốn tiếp tục sự nghiệp chính của y. Hồi tháng 6 năm 1967, tôi đã kêu gọi quân đội Hoa Kỳ tăng thêm quân số của họ lên 600.000 người để tương xứng với lực lượng Việt Nam của chúng tôi. Lúc bấy giờ quân số của Hoa Kỳ ở Nam Việt Nam là vào khoảng trên 450.000 người. Robert MC Namara sang thăm Việt Nam để ước tính tình hình và Westmoreland đã đề xuất tăng thêm 70.000 người. Tuy nhiên, MC Namara muốn giữ mọi sự tăng thêm quân ở mức tối thiểu. Cả hai đều đã báo cáo về Tổng thống và tổng thống có hứa là quân số Hoa Kỳ ở Việt Nam sẽ được tăng lên nếu có nhu cầu cần thiết. Nhưng trước khi tăng thêm quân, Johnson đã gửi tướng Taylor và Clark Clifford đi một vòng các nước ở Viễn Đông để tìm thêm sự giúp đỡ của các nước thứ ba. Tôi có hứa với Taylor và Clifford là chúng tôi sẽ tăng lực lượng Nam Việt Nam lên đến 685.000 người, mặc dù Thiệu đã chống lại việc tăng quá số này vì sợ xảy ra xáo trộn trong nền kinh tế và đến tháng 8 Johnson hứa gửi thêm sang Việt Nam từ 40.000 đến 50.000 quân, đưa tổng số quân đội Hoa Kỳ ở Việt Nam lên đến nửa triệu người. Tổng thống Johnson và tôi đã làm việc ăn ý với nhau, mặc dù có một lần tôi đã lấy làm tiếc là trong một cuộc hội nghị ở Guam, Johnson hoặc các cố vấn của Johnson đã từ chối không thực hiện một sáng kiến do tôi đưa ra. Đó là một ý định giản đơn, táo bạo. Tôi muốn đưa lực lượng Nam Việt Nam sang bên kia biên giới đi vào lãnh thổ của ông Hồ Chí Minh và thiết lập một căn cứ ở Bắc Việt. Nếu cộng sản đã có thể thiết lập được một dinh lũy ở miền Nam thì không có lý do gì mà người Nam Việt Nam lại không thể xây dựng một căn cứ an toàn ở miền Bắc được. Với một căn cứ như vậy, chúng ta có thể động viên những người chống cộng sản ở miền Bắc và biến căn cứ này thành một khó khăn chiến lược đối với người cộng sản, từ lâu họ vẫn cho rằng Bắc Việt là một nơi an toàn để gửi quân và đồ tiếp liệu vào Nam để tấn công chúng ta. Tôi đã tình nguyện nhảy dù xuống Bắc Việt để chỉ huy căn cứ này. Rất tiếc là tổng thống Johnson đã nói không và quân lực Việt Nam không có đủ khả năng để giữ vững một căn cứ, như vậy nếu không có sự yểm trợ và tiếp tế của Hoa Kỳ. Thật là một điều hết sức đáng tiếc, nếu không thì có lẽ chúng ta đã bước lên con đường dẫn đến chiến thắng rồi. Hết phần 6, hồi ký Nguyễn Cao Kỳ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.